Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quan chiến cho các bạn xem cái trận chung kết Đại hội Võ Lâm thể thức là tứ đấu nha, và bên server Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ xem các chiến đội bên này nó sẽ sử dụng những môn phái gì và móc lực chiến như thế nào đây. Tại lôi đài số 1 mình sẽ có chiến đội đầu tiên. Đây chơi một dương môn, một huyền thủy, một ngũ độc và một huyền thủy. Team này lực chiến khá đều nha, từ 43, 44 cho đến 45 triệu lực chiến. Wow, cái cụm server 98 này chơi quá đồng đều. Tiếp theo một chiến đội khác, một chiến đội có thể gọi là lót đường, chơi team gồm một trường ca, một vạn hoa, một huyền thủy, một dương môn, 31, 37, 30, 33. Bên lôi đài số 2 chúng ta sẽ có một team đó là wow, đồng đều nè anh em ơi, 43, 40, 40, 42. Và cái team này sẽ có hai huyền thủy, một ngũ độc và một môn phái trùng tiêu. Ở lối đài số 2 sẽ có thêm một team là 35, 35, 37, 41. Qua bên này anh em công nhận chơi các team đồng tiểu lực chiến giả man anh em ạ. Hai huyền thủy, một vạn hoa và một dương môn nha. Lối đài số 3 sẽ có một team đó là 38, 41, 37, 38. Gồm hai huyền thủy, một dương môn và một con đoàn thị. Một chiến đội khác tại lôi đài số 3 sẽ có móc lực chiến là 34, 27, 34, 30. Đấy, một bá đao, một dương môn, một huyền thủy, một ngũ độc. Như vậy anh em thấy là bên này sử dụng huyền thủy và dương môn rất nhiều nha anh em ơi. Tiếp tục, lôi đài số 4 sẽ có một team gì đây? 31, 35, 33 và 44. Gồm có hai huyền thủy nè, hai ngũ độc luôn, ghê thật. Tiếp tục tại lôi đài số 4 mình sẽ có một team khác là 33, 30, 40 và 42. Hai dương môn, một huyền thủy và một vạn hoa. Wow, vậy huyền thủy búp cũng hơi mệt nha anh em. Bây giờ mình sẽ qua cái bảng ở bên tay phải sẽ có một team gồm đây đều nè anh em ơi, 43, 42, 44, 39. Gồm có hai huyền thủy, một ngũ độc, một dương môn. Đây, team này có thể sáng giá để so kèo với team ở bên lôi đài 1. Tiếp tục, bên lôi đài số 5 chúng ta sẽ có một team khác là 32, 30, 35 và 33. Một team này chắc cũng dạng lót đường thôi anh em ơi. Hai huyền thủy, một đoàn thị và một dương môn. Lôi đài số 6 sẽ có một team đó là hai huyền thủy, một ngũ độc, một vạn hoa. Móc lực chiến là 35, 41, 42 và 37. Sẽ đánh với một team là 37, 43, 43, 45. Ồ, cũng đồng đều nè anh em. Ui, hai huyền thủy, hai ngũ độc luôn. Tính ra là cái lôi đài số 6 này sẽ có một cái kèo khá là căng. Tiếp tục lôi đài số 7, mình sẽ có một team 41, 32, 37 và 43. Gồm có một bá đao, một dương môn, một huyền thủy và một ngũ độc. Cái team này huyền thủy chắc chắn ăn hành chết luôn. Sẽ đánh với một team là 34, 42, 39 và 33. Rồi, để xem nào. Một dương môn, một tiểu lâm, một huyền thủy và một vạn hoa nha. Tiếp tục, bên lôi đài số 8 sẽ có team là 41, 36, 37, 38. Thôi 36, 78 luôn mới ghê chứ, đúng sảnh luôn anh em ạ. Hai huyền thủy, một dương môn, một vạn hoa. Đánh với một team đó là 26, 32, 27, 32. Ồ, như vậy team này chắc cũng dạng lót đường nha anh em. Rồi, nó đánh xong rồi anh em ạ. Như vậy là bên này thì cái chiến đội lực chiến tròn đều như thế này nó đã vươn lên và nó sẽ đánh với chiến đội lôi đài số 1. Trong khi đó lôi đài số 3 sẽ có một team 43, 42, 44, 39, 37, 43, 43, 45. Ui, hấp dẫn vậy. Đồng đều không ạ anh em ạ. Trời ơi. Thôi chạy lôi đài 1 đi. Nãy lỡ quan chiến bên kia trận rồi anh em ơi. Rõ ràng là tứ đấu thì anh em thấy là mình không thể nào chơi được các môn phái máu hỏng dạng như ngũ độc, vàng hoa là chịu không nổi. Vàng hoa thì còn có thể chơi được tam đấu, nhưng mà sang tứ đấu thì rõ ràng vàng hoa bị khống chế là rất dễ bị dùng đam. Tứ đấu thì anh em hãy chọn những môn phái có độ trâu như dương môn, thú lâm. Rồi, đây là đội xanh và bên kia là đội đỏ. Nói chung là không biết phái nha anh em ơi, rất là loạn xà ngầu luôn.
Bụp nhau đi, Dương Môn bật thuẫn, Vạn Hoa cũng bật thuẫn. Rồi xong, bé Ngũ Độc bị dồn sát thương đầu tiên luôn em ạ. Vậy là team nào chơi Ngũ Độc là team đó ăn hành sắp mặt. Ngũ Độc lên trứng. Vạn Hoa ta nói vậy cũng rất nhiệt tình luôn ha. Bé Độc vẫn còn trụ được, quá dữ quá dữ. Và lần này chắc chắn Ngũ Độc lên bảng điểm số. Một bé. Rồi con đã đánh xong đi rồi, tí nữa ra coi đội nào là đội nào nha anh em. Bây giờ nó loạn quá trời loạn rồi. Chỉ phân biệt được đội xanh và đội đỏ thôi. Và đội xanh hiện tại chỉ còn 2 thành viên. Đội xanh rớt thêm 1 thành viên nữa và đội đỏ quá chắc chắn. Rúng nấu và đội đỏ đã giành được thắng lợi. Chúng ta chạy vào đội 2 xem nào, đánh xong chưa? Vẫn còn. Bên này vẫn là đỏ chiếm ưu thế nha. Như vậy là chúng ta thấy được. Xong rồi mà. Ở phía trên thì cái đội có lực chiến nhỉnh hơn là anh em 45, 43, 44, 43 đã vào được bán kết. Và chiến đội này đã phải ra đi. Ở dưới này thì chiến đội 38, 41, 37, 38 đã vào. À lôi đài 2 bánh đánh giống chưa lôi đài 3 chứ, trời ơi. Anh em đánh gì mà lâu thế không biết à. Ở lôi đài 4 thì cái chiến đội nằm ở nhánh dưới này 41, 36, 37, 38 đã giành được thắng lợi trước chiến đội 41, 43 triệu luôn anh em ơi, quá ghê. Quá dữ dằn nha. Đây là lôi đài số 2, vẫn còn đánh lôi đài số 3 này mà. Cái này thật ra team chơi 2 huyền thủy là chắc cú nhất. Chắc cú luôn anh em ơi, 2 huyền thủy bóp mới nổi chứ 1 huyền thủy bóp không nổi đâu. Rất khó cho Dương Môn, bây giờ Dương Môn không chịu, không chạy nổi rồi, huyền thủy cũng đã chết anh em ơi. Và như vậy chỉ còn một mình Dương Môn cũng đã lên bảng điểm số. Như vậy để mình xem lôi đài nhánh dưới, nhánh trên thì cái chiến đội. Wow, chiến đội 43, 42, 44, 39 đã thua anh em à. Đã thua chiến đội 37, 43, 43, 45 nói chung kèo đó cũng cân. Rồi, bây giờ mình sẽ về lôi đài số 2 nha. Tại vì cái cặp kèo tại lôi đài số 2 thì ta có cái team này 37 nè, 43, 43, 45 sẽ đánh với một team này có vẻ nhỉnh hơn em ạ, chỉ có 41 triệu là cao, 36, 37, 38. Nhưng mà chắc là sẽ đánh hay đó, do đó mình sẽ quan chiến lôi đài này. Nói chung là team nào sử dụng ngũ độc là không sống nổi. Hai huyền thủy, một tiểu lâm, một dương môn. Bên kia thì sẽ có Vạn Hoa anh em ơi. Bên đội đỏ sẽ có Vạn Hoa nha. Mình đang muốn xem bạn Vạn Hoa là bạn nào. Đây cái hạt mình đang quan chiến anh em chính là Vạn Hoa. Vạn Hoa đang được chơi game rất nhiều. Loạn quá loạn luôn anh em ơi. Đội xanh đang yếu máu, đội xanh đang chạy. Ôi ôi tội nghiệp đội xanh quá. Tấp ghê quá, Vạn Hoa không ai khống chế anh em ạ. Nên được chơi game quá nhiều. Và đội xanh đã rụng nụ một thành viên. Hai thành viên chưa, vẫn còn ba thành viên. Rồi xong. Rớt hai rồi. Chuẩn bị rớt ba cho anh em coi nè. Ba. Một, hai, ba, rớt bốn. Đỏ trầu quá, đỏ có Vạn Hoa. Động phiền. Vậy ba, chúng ta đã có được cái cặp chung kết. Và anh em thấy là chiến đội ở nhánh dưới này 37, 43, 43, 45 từ phía lôi đài số 6 đã vươn lên. Và chúng ta lọt vào chung kết đánh với team top 1 này. Kèo này cũng gần đồng đồng đó anh em. Chỉ có một hạt bên chiến đội dưới này thì hơi thọt chút xíu thôi ha, 37 triệu. Nhưng mà bạn ấy là chơi Vạn Hoa, không biết có ai chăm sóc bạn ấy không.
căng quá đi. Yo, bắt đầu, đây là chiến đội. Trời đùa này như ba huyền thủy hả? Phải nhiều huyền thủy lắm anh em ơi. Có dương môn như là 1-2 huyền thủy gì đó kèm với một dương môn. Trời ơi, xanh mới vô ta nói con vạn hoa bị đập méo mỏ. Đây chính là vạn hoa đây. Vạn hoa mục tiêu bị công kích đầu tiên. Bây giờ vạn hoa không hồi máu được anh em ơi. Vạn hoa là cái hạt yếu lực chiến nhất, do đó sẽ là mục tiêu bị công kích đầu tiên. Bởi ta nói trong này ai mà yếu máu, yếu lực chiến là bị đập đen đầu. Rất cố gắng. Trời ơi, vạn hoa không hồi được máu rồi. Không ai bóp thuận cho vạn hoa là vạn hoa tiêu. Chết rồi anh em ơi, vạn hoa đã lên bảng điểm số rồi. Quá khó cho vạn hoa. Chiến đội đỏ sẽ có những phái gì đây? Đây là một phái dương môn. Tiếp theo đây là đoàn thị à. Vạn hoa anh em ạ. Như vậy bên đỏ là hai huyền thủy, một vạn hoa, một dương môn, và bên kia cũng như vậy. Các phái đều giống như nhau. Cái quan trọng là chiến lược, chiến thuật, và quan trọng nữa lực chiến hơn. Do đó bên đội đỏ quá có ưu thế. Nghĩ là chắc ác ngũ độc này đã chuyển sang về vạn hoa, hạt dương môn, vũ nguyên, hai huyền thủy vẫn ở đây. Từ này cũng ngũ độc chuyển về vạn hoa. Vòng chung kết 2 bắt đầu. Và bây giờ mình sẽ lại qua quan chiến cái ạc. Đâu rồi, vạn hoa đâu? Đây. Đây chính là vạn hoa yếu lực chiến. Mình gọi là vạn hoa yếu lực chiến nha. Ủa sao bé lại ra giữa lôi đài luôn ta? Chị lớn vậy, không đứng mép mép ha. Ủa lao giữa sân. Ôi, trời, mới vô một chiến đội xanh đã bị dồn sát thương. Và vị trí huyền thủy gần lên bảng điểm số rồi. Xong phim em luôn. Bây giờ họ đổi mục tiêu nè mà. Wow, tính ra chiến thuật hay đó anh em. Chơi mà chơi đổi mục tiêu gì đó. Quá rõ rồi, bị thua về số lượng rồi anh em ơi. Bây giờ chiến đội xanh chắc chắn sẽ ăn hành. Phải công nhận là vạn hoa khắc những môn phái hệ thủy quá kinh. Và như vậy là với việc thắng áp đảo, chiến đội của top 1 tại lôi đài 1 cũng đã ngồi lên, giành được ngôi vị quán quân rồi anh em ơi, quá tuyệt vời. Đó, anh em có thể tham khảo về các môn phái ở bên Trung Quốc để mình áp dụng cho mùa sau nha. Tại vì phiên bản sắp tới thì anh em sẽ được chơi cái phiên bản này, phiên bản chỉnh sửa các môn phái, cũng như là cái mùa đại hội sau chúng ta cũng sẽ giữ nguyên cái bản ở bên server Trung Quốc thế này để anh em chơi, mình có thể tham khảo nha anh em. Và như vậy là kỳ đại hội đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em cảm thấy video này hữu ích, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.